toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi trực tiếp kênh của Toàn Audio Nam Định. Trong đoạn clip này thì tôi lại mang tới cho quý vị và các bạn trải nghiệm tiếp theo một tuyệt phẩm loa nổi tiếng và cũng là một trong những cặp loa khủng long của hãng loa Pioneer nổi tiếng đến từ Nhật Bản với model CS880. Sở hữu có chiều cao lên tới 90cm và chiều ngang tới 52 và trọng lượng lên tới 90kg trên model CS880 với cấu hình được trang bị bát súp 40 siêu khủng và quả kèn gang tương tự như là trên những cặp loa Antec, Nansing. Chúng ta thấy rằng một trong những tuyệt phẩm loa sở hữu chất âm với uy lực mạnh mẽ và thể hiện chi tiết tới từng tiếng nhạc cụ gõ. Và đây là một trong những model nếu so đọ trong phân khúc tầm giá thì nó có thể nói rằng tốt hơn những cặp loa nhỏ bé như 99A FB rất nhiều và đẳng cấp thể hiện chất âm, chơi được đa dạng các dòng nhạc thì chúng ta sẽ thấy rõ nhất trong đoạn clip này. Mời quý vị và các bạn lại cùng tham khảo chi tiết trước một cặp loa tuyệt đẹp đến từ Japan. Sở hữu phần thùng gỗ nạm còn rất đẹp, xuất sắc trước máy quay. Mặc dù nó có trọng lượng nặng tới gần một tạ, nhưng chúng ta vẫn thấy rằng từng góc cạnh của nó còn nguyên zin, hoàn toàn không bị chảy xước cũng không bị móp méo bất kỳ một chút nào trên cặp loa Pioneer CS880. Với cấu hình to lớn như là cái tủ lạnh trước máy quay, sở hữu chiều cao 90, chiều cao của nó là 90 phân và chiều ngang của nó là 52cm, sâu tới 40cm, trọng lượng 90 cân, gần tới một tạ. Và được thiết kế 3 quả loa nổi tiếng nhất hãng trên cặp CS880. Với cấu hình được trang bị một quả bát súp đường kính là 40 phân và nó sở hữu bộ gân vải siêu mềm. Chúng ta quan sát, tôi chỉ cần hơi chạm nhẹ cái tay thôi, cái gân của nó đã nhún rất tốt. Đây nó là một trong những dòng gân bền nhất trên thị trường và đồng thời những dòng gân vải chữ dầu mà nó mềm được như thế này thì bao giờ trên cái thùng to lớn và hai cái ống hơi thở về phía mặt trước cũng mang lại cho uy lực bát của cặp loa này cực kỳ là mạnh mẽ. Với toàn thân là xương đúc và sở hữu nguyên cái lam châm từ to khủng long phía sau của quả bát súp trên model CS880 mang lại cho dải trầm cực kỳ là uy lực, nó có thể cân với hai cái súp ở phần khúc bát 40. Phần bên trên của cặp Pioneer CS880 này được trang bị một quả trung âm lớn tới 20cm. Chúng ta thấy rằng trung âm lớn và cái lam châm từ của nó rất to. Và đồng thời, trên cái thùng cao to lớn, đây là một trong những quả trung có thể mang lại cho giải trung âm cực kỳ tốt. Không những riêng cho nghe nhạc mà với cấu hình này thì chúng ta có thể karaoke cực tốt với tiếng mic của nó. Quý vị sẽ thấy giật mình trên cặp loa này. Lưu ý với anh em rằng, tuy nhiên là những cấu hình được sản xuất cho nghe nhạc vào thời điểm được khai sinh model này, nhưng cho tới hiện tại thì chúng ta luôn trưng dụng những cặp loa sở hữu cái kèn gang khủng và trung âm lớn tới 20 bằng quả loa mát của Bose. Và khi mà chúng ta thấy trung âm lớn bao giờ lời hát cũng rất là lớn. Không riêng gì chúng ta nghe nhạc, nó thể hiện chi tiết tới từng tiếng nhạc cụ gõ và chúng ta còn sở hữu cho karaoke khá là hay. Với model này, chúng ta có thể chơi chất âm 2 trong 1. Phần trên cùng là một quả kèn gang trên model CS880. Một quả kèn gang 4 lỗ và nó có đường kính ngang tới 40 phân, cao 15cm. Trên model CS880 rất là mạnh mẽ và uy lực cho những căn phòng lớn. Như vậy về cơ bản chúng ta có thể thấy được rằng cấu hình này nó được thiết kế 3 quả loa gấu nhất hãng trên cặp loa Pioneer CS880 với trọng lượng 90kg và 3 tuyến loa được trang bị cực kỳ là gấu. Và chúng ta thấy rằng giá trị thực tế thì trên cặp loa này chúng ta có thể thấy nguyên cặp kèn gang này của nó khá là đắt đỏ trên thị trường audio. Khi sở hữu nó thể hiện những cái tiếng nhạc cụ gõ cực kỳ là chi tiết và đồng thời với phần trung âm lớn và quả bát trầm mạnh mẽ cho mọi không gian từ 50, 100m thậm chí tới vài trăm mét vuông. Anh em để cặp loa này giữa căn phòng lớn mà chúng ta khi mà mở giải trầm của nó tương đối, anh em sẽ thấy được cái tiếng trầm của nó thả xuống rất sâu, rất là uy lực và hoàn toàn nó mềm mại, không bị khô cứng cũng không bị tức ngực. Đây cũng là ưu điểm của model CS880 với cái thùng to cao lớn hơn model 99A rất nhiều và trang bị quả kèn gang khủng trung âm lớn, chúng ta có thể thấy rằng ưu việt hơn những cặp loa cổ thể hiện nhạc mộc mạc. Và đây chúng ta có thể chơi phong cách của CS880, nó chơi được đa dạng các dòng nhạc từ nhạc vang, bolero hay trữ tình hay nhạc remix, nó có thể thể hiện một cách rất là xuất sắc. Phía sau lưng của cặp loa này cũng vẫn rất là mới và đồng thời nó còn trang bị nguyên, đây là biểu đồ dB và một cái volume điều chỉnh cho giải check và trung âm, hai cái volume đấu dây thông thường
với model CS880. Rất là đẳng cấp và cặp loa của nó còn đẹp xuất sắc trước máy quay. Tất cả của nó còn nguyên zin. Thùng góc cạnh hoàn toàn không bị chảy xước cũng không bị móp méo. Rất nặng, quý vị thấy rằng 90 kg cho model Pioneer CS880. Khi mà trưng bày phòng khách và sở hữu được đa dạng các dòng nhạc, chúng ta có thể thấy được ưu điểm mà cặp loa này mang lại cho quý vị ở trong phân khúc tầm giá nằm ở ngưỡng trên 30 triệu đồng. Chúng ta sở hữu một cặp loa khủng long và được trang bị các tuyến loa gấu nhất hãng trước máy quay, hoàn toàn cực kỳ là phù hợp trong phân khúc tầm giá. Quý vị và anh em nào hâm mộ về các dòng nhạc mà có nhiều tiếng nhạc cụ gõ thì trên những model trung âm lớn và quả kèn gang cùng, chúng ta sẽ thấy được rằng nó cực kỳ là lợi hại. Rất là nhiều những model đắt đỏ hơn nhưng hoàn toàn sẽ không có uy lực cũng như là chất âm giống như là model Pioneer CS880 đến từ Japan, còn đẹp xuất sắc trước máy quay. Quý vị và anh em quan tâm can theo số điện thoại trên kênh của mình 0966 866 552. Tôi luôn luôn ưu đãi cho những anh em với mức giá tốt nhất và chúng ta cũng không lên tiếc 1.000 tiền điện thoại. Khi mà quan tâm tới một sản phẩm nào đó cảm thấy ưng ý, quý vị lên can trực tiếp và sẽ được hưởng ưu đãi tốt nhất với kênh của Toàn Audio Lâm Định 0966 866 552. Rất mong sự quan tâm ủng hộ đăng ký kênh của quý vị trên toàn quốc và tôi cũng liên tục cập nhật cho quý vị cùng tham khảo và trải nghiệm rất nhiều những tuyệt phẩm loa ở mọi thương hiệu và sẽ mang tới cho quý vị cơ hội trải nghiệm và tham khảo các tuyệt phẩm audio. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.
Quý vị thấy rõ chiếc máy quay tôi đang phối ghép cùng với con Dummy model PMA1055R của hãng Đờ Đông, nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Đây là bản Columbia được sản xuất cho thị trường Mỹ và châu Âu. Nó rất là giá trị và sở hữu điện áp 220V luôn, không cần phải dùng đổi nguồn. Với công suất sở hữu 250W của hãng Đờ Đông, và chúng ta thấy rằng nó đã rất là nổi tiếng cho những con Dummy ở phân khúc tầm trung của hãng Đờ Đông với phần mặt phay nhôm vàng. Ở đây tôi đang mở giải chiếc khai thác rất là ít và nao nét. Tôi đang là sở hữu ở chế độ tắt. Khi mà bật nao nét lên tiếng trầm, nó sẽ xuống rất là sâu. Đờ Đông PMA1055R, công suất 250W, bản Columbia đến từ Mỹ. Nó còn rất là mới. Quý vị quan sát phía sau lưng của con Dummy này. Chúng ta quan sát phần thông số Đờ Đông PMA1055R, điện áp 230V 50Hz và công suất 250W, bản Columbia. Quý vị thấy rõ không ạ? Columbia CONTD, có nghĩa rằng khu vực châu Âu, đặt hàng Japan sản xuất. Một trong những con Dummy cực kỳ là mạnh mẽ, nó có thể trị được rất là nhiều những đôi loa trong phân khúc bass 40, ưu việt hơn các dòng 890D. Tiếng của nó mềm hơn và sẽ chi tiết hơn, sạch sẽ hơn rất là nhiều so với các model cổ của hãng Đờ Đông. Quý vị thấy cùng bản nhạc quen thuộc, nó thể hiện cực kỳ là tuyệt vời. Như vậy chúng ta đã thấy rõ cấu hình mà tôi đang phối ghép chiếc máy quay cặp Pioneer khủng long nặng 90kg, cao 90, ngang 52. Và với cấu hình siêu khủng chiếc máy quay, chúng ta có thể chơi được đa dạng các dòng nhạc và ghép cùng con Dummy Đờ Đông PMA1055R bản Columbia rất là quý của hãng Đờ Đông. Anh em quan tâm, can theo số điện thoại trên kênh của mình 0966866552. Xin chân thành cảm ơn.